Đây là anh em đi biến động anh em ạ. Bây giờ đã 5 giờ đúng rồi. Hiện tại vẫn đang ở giữa rừng, chưa ra được khỏi rừng. Không biết tôi đi ngủ nghỉ răng đây. Thiệt là khổ cực ghê. Cái gỗ un bịa là chùm. Đó là tàu. Với một lần lần mềm ra. Đây là rừng khu vực 8.4. Đi rất là xa. Một buổi sáng có thể đi được cỡ 2 đêm là có giỏi. Đây đồng chí Sâm. Cái cuộc sống của anh em bảo vệ rừng vất vả như thế này đây. Rút rừng, rút núi, không biết tối chỗ mua, ngủ chỗ mua. Đây là đã 5 giờ chiều rồi. Mặt trời lặn rồi, mà anh em chưa được lặn xuống núi. Mình đang ở trên núi đây. Đi gặp nắng gặp mưa. Gái không á. Rồi tạm biệt mọi người nha.